Chào các bạn. Thì điểm với video này. Đâu alo. Thì đối với như đã nói, đối với kia hầm chui mà xe thô sơ chạy thì chúng ta mô hình tải trọng trải đều, chúng ta tính toán tải trọng trải đều ra mô hình ở dưới bàn ta bàn đáy hộp bàn đáy hầm chui. Thế còn đối với ví dụ như đối với cái hầm chui như này, cầu vừa có hóa tải HL93 xe chạy bên dưới, vừa có hóa tải xe HL93 xe chạy bên trên, thì chúng ta sẽ mô hình như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mô hình để giải đáp cái vấn đề mô hình mới đáp có xe chạy dưới và xe chạy trên. Thì đối với xe chạy dưới và xe chạy trên thì với mô hình khung phẳng thì chúng ta không thể giải quyết được vấn đề là vừa có HR3 chạy dưới vừa có HR3 chạy trên bản đỉnh của hầm chui được, mà chúng ta phải mô hình 3D. Giải quyết mô hình 3D thì ví dụ mình mô hình một cái mô hình là hầm chui như sau. Đây hầm chui của chúng ta là đây, và mình mô hình của hầm chui như sau. Thì mình đây là mình giả sử cái hầm chui này là một cái hầm chui, nó cũng ngắn thôi, có bề rộng từ đây sang đây là 4 m, bề rộng từ đây sang đây 4 m, và chiều dài của hầm chui là cũng là 4 m, từ đây sang đây 4 m. Đấy, chúng ta có thể mô hình với hình dạng bất kỳ, có thể là chiều dài của này tăng lên cũng được, chúng ta có mô hình được thôi. Đây là mình mô hình một ví dụ để chúng ta có thể thực hiện được. Việc quan trọng ở đây là chúng ta sẽ khai báo làm sao để chúng ta khai báo được cái hoạt tải chạy dưới và hoạt tải chạy trên. Thì các vấn đề gắn tải trọng thì chúng ta cũng tính toán tải trọng, mình cũng có bảng Excel đấy, và cũng tính toán tải trọng chúng ta là có hoạt tải đất đắp này, rồi hoạt tải LS này, chúng ta sẽ có thể gắn được vào các mặt này, hay là đấy. Ở đây thì mình cũng đây, chúng ta có vật liệu này, chúng ta sẽ khai báo vật liệu như bình thường. Vật liệu đây thì mình chọn vật liệu là cái mình nói qua là cái vấn đề 3D ấy. 3D mà bạn đã theo dõi mình mô hình ở phần trước ấy. Thì cái phần phần của hố ga ấy, là mình mô hình 3D rất là thật đấy. Các bạn theo dõi rồi, nếu bạn theo dõi đầy đủ thì bạn sẽ mô hình 3D, các bạn không cứng cứng trong cái vấn đề mô hình 3D thôi. Thì đây thì bây giờ mình sẽ thấy vật vật liệu của nó như vật liệu bình thường thôi, chúng ta khai báo vật liệu bê tông này, và chúng ta mặt cắt thì chúng ta sẽ khai báo thickness. Đấy, thickness là chiều dày của tấm plate. Đấy, với plate thì chúng ta khai báo chiều dày của tấm là đây, giả sử chiều dày của tấm là 0,3, hoàn tém đắp bàn đỉnh bàn đáy và sườn đều 0,3 hết, giả sử như vậy. Đây John Ring chúng ta thấy John Ring là chúng ta sẽ khai báo các điểm ở dưới này đấy, là gối đàn hồi đất nền. Khai báo nếu các bạn đúng trúng cái trong trong cái trong mô hình hố ga mình cũng đã nêu rất rõ rõ cái vấn đề này. Thì đây là tải trọng bản thân, chúng ta gán tải trọng bản thân cho toàn bộ cái hầm chui này. Tiếp theo bây giờ đi đến vấn đề là hoạt tải, đi gán hoạt tải thì chúng ta không vào load, chúng ta chọn moving load, và chúng ta chọn đây là RFP thôi. Đấy, ok, với đây RFP xong rồi chúng ta đây là type of line loạn line 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 loạn là line dành cho những cái dầm dầm beam mà line thôi, đường line thôi. Tuy nhiên chúng ta phải dùng đối với mô hình 3D chúng ta phải dùng traffic surface line. Đấy, chúng ta phải dùng traffic surface line nhé. Thì để khai báo cái line thì mình sẽ thực hiện thao tác lại. Đây là mình khai báo một cái line này. Line thứ nhất này, là nằm dưới này, là nằm dưới ở dưới này. Đấy, thì các bạn để khai báo là nằm dưới, các bạn vào surface survey là
Surface làn đấy, mình gắn đây. Đấy, mình sẽ gắn làn dưới. Ta fix survey là này, để chọn chọn S này. Đấy, mình dán rồi thì mình sẽ chọn vào. Đấy, đằng dưới các bạn đây là bề rộng của làn sẽ là 3 mét. Và tả L3 bề rộng 3 mét và cái đây các bạn sẽ chênh lệch so với tim này là bao nhiêu. Đấy, mình cho nó đây một làn để bề rộng 4 mét, mình cho một làn nó chạy thẳng lên đây, nó tim đúng tim làn luôn. Đây mình chọn hai điểm, điểm này và điểm này. Mình chọn hai điểm này và điểm này. Điểm này và điểm này kéo sang. Đấy. Nó bảo đã tồn tại rồi thì nó sẽ được ở dưới này, như ở dưới này và là ok là xong. Mình không bảo là ok. Tiếp theo bạn có thể add đây là bạn có một cách khai báo làn nữa là bạn chọn làn tên các bạn là chọn cách mình khai báo làn tên như sau. Các bạn chọn surface, traffic surface làn và chọn moving lot optimization. Ok, bạn chọn là add. Đây mình có rồi thì mình không add nữa. Traffic đây là moving là mình sẽ chọn làn tên ở đây. Mình đã bề rộng đây là mặc định là để là 3. 3 mét. Làn rộng 3 mét. Và đây là bạn sẽ quan tâm vào số này, tổng số này là bạn gắn từ đây đến đây lệch lệch cho cái đường này, cái đường tim là bao nhiêu thì mình đúng tim luôn, cho nó đi đúng tim luôn thì mình cho là không và mình chọn hai điểm, điểm này và điểm này. Ok, nó bảo là đã tồn tại rồi. Đấy các bạn, ok là xong, bạn add xong, ok xong. Đây mình sẽ hiển thị hai làn cho bạn xem. Đây là làn dưới này, nó bố trí làn dưới cho ông ta. Đây là làn dưới. Đây còn làn trên. Trên mình vô vinh lot office. Đây là làn trên. Đấy, có hai loại khai báo, có hai cách khai báo làn đấy. Đây là làn trên này. Ok, khai báo làn dưới, làn trên rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ như bình thường là chúng ta sẽ vào V2 và chúng ta sẽ áp HL93K và HL93M. Các bạn chọn hệ số xung kích là 1,33 nhé, theo tiêu chuẩn mới là 1,33 các bạn. Đấy, đây là tích hợp cả xe và làn đấy rồi. Ok, tiếp theo các bạn add là L93M. Đây cũng là 1,33. Hệ số xung kích 1,33 ở cái làn và xe rồi. Ok. Đấy, mình nữa. Ok, tiếp theo là các bạn thêm vào đây 2K93 dưới và khai báo trên trên là xe sẽ chạy dưới và xe chạy trên, khai báo hoạt tải chạy dưới và hoạt tải chạy trên. Đấy, moving lot gate này. Đây, mình các bạn add vào và mình có đây rồi, mình kích vào mình xem. Đấy, các bạn sẽ kích vào đây và các bạn sẽ chọn làn dưới đây. Đấy. Bạn sẽ chọn HL93K nữa, hay không và một có một làn nữa. Bạn kích làn dưới chọn sang đây. Từ đây nhảy sang đây. Ok, vậy chúng ta gắn HL93 cho làn dưới này. Ok. Còn làn trên thì chúng ta sẽ khai báo như sau. Làn trên thì các bạn phải vào bạn kích chọn đây. Đối với làn dưới, thì bạn bạn không kích chọn đâu đây cả, nhưng mà làn trên thì bởi vì bạn khai báo vào moving lot optimization cho nên là bạn phải tích vào đây, nó mới hiện thông số này. Bạn gắn làn trên thì đây nó gắn sẽ là cái làn trên chúng ta không một và làn trên có làn trên này không một và nó gắn HL93K cho chúng ta. Đây HL93K chúng ta. Tiếp theo chúng ta muốn gắn HL93M rồi là tên hiện tại vào. Ok. Rồi HL93 thì chúng ta K thì chúng ta xóa cái này.
Hát lời trên ba mờ dưới lời trên ba mờ dưới. Đây, các bạn hát lời trên ba mờ dưới nhá, chúng ta chọn S này. Hát lời trên ba mờ này, ta chọn đây không một là dưới này, nét sáng. Ok, có hát lời trên ba dưới. Tiếp theo HL 93 M trên M trên. Thì bạn sẽ chọn moving lot bởi vì các bạn là lot option, bởi vì hồi nãy bạn khai báo cái loại này mà. Các bạn sẽ chọn loại này. Đấy, các bạn sẽ chọn là trên. Đây xong để loại xe này, mắc là hai xe này. Tiếp theo bạn sẽ chọn HL trên 3M, bạn add vào. Ok. Đấy, sẽ có HL trên 3 trên trên dưới. Ok, vậy là chúng ta đã khai báo xong hòa tải. Chạy cho làn thêm và dưới. Tiếp theo chúng ta sẽ đi load combination. Mình ở đây mình ví dụ là mình để tổ hợp một một trạng thái giới hạn sử dụng rồi. Mình cho HL trên 3K trên và dưới DC HL trên 3. Ngoài ra các bạn có thể tổ hợp thêm các tổ hợp khác nữa. Như như mình đã hướng dẫn là tổ hợp các trường hợp khác và lấy cái giá trị bao, giá trị lớn nhất. Đây mình ví dụ thì sử dụng lời ba dưới hát lời ba trên và chúng ta sẽ chạy F5. Mô hình 3D thì việc chạy tương đối lâu bởi vì là các thông số nó nhiều nhiều thông số hơn. Mình sẽ chạy cái chuột phải hoặc fork, chọn Plate Fork Moment Man. Ta chọn đây là giới hạn sử dụng giá trị Emily. Đây chúng ta sẽ có giá trị MMXX MII này. Chúng ta sẽ tắt mất cái làn. Để chúng ta giữ quan sát. Đây, chúng ta có thể theo dõi được giá trị nội lực. MXX, MII. Đấy, chúng ta có thể lấy V. Đấy, 3D nên các thông số rất nhiều hơn. Thì cái phần đánh nội lực thì trong cái hố ga mình cũng đã mô hình hố ga mình cũng đã nêu rất rõ rồi. Thì chúng ta thấy có hoạt tải xe chạy trên ở chơi dưới. Đây chúng ta thấy vị trí này này có xe chạy nên là giá trị nó lớn nên màu đỏ. Ta deform biến dạng legend là màu, thành màu đỏ giá trị lớn nhất này. Đấy có xe chạy hoặc hoặc tải chạy giá trị hai bánh xe này. Vì có hai xe bánh xe nên là giá trị hoặc tải đây lớn nhất này. Tự đây 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 có hai bánh xe hoặc giá trị hoặc tải lớn này. Đấy chúng ta thấy là hoặc tải trên và dưới nó có tác dụng vào. Ok, còn cái điều gì nữa không nhỉ? Ngoài ra chúng ta có thể xem đường ảnh hưởng shift share, ta vào influence surface beamform moment, ta vào chọn điểm
Và các bạn chọn mở. Rồi các bạn sẽ làm. Đây các bạn chọn bờ vtrack l. Đấy HD.3K trên mắc này. Chọn điểm. Đây. Mới. À, reaction đây là reaction rồi. Chúng ta beam phát moment. Chọn điểm. Và chúng ta sẽ Influence Light Vertex. Đây phải chọn là Plate Fog Moment. Chọn điểm. Chọn MI. Đấy. MIX. Đây, xếp xe chúng ta này. Lên 3 gương mắt với y xem. Đây là xếp xe cho chúng ta. Đấy. Xếp xe 3D cho chúng ta luôn. Đây là việc xếp xe. Ok. À, chúng ta ví dụ chúng ta cần cần xem ở dưới, xếp xe bên dưới nữa thì chúng ta xếp xe bên dưới thì chúng ta chọn điểm ở dưới này. Một điểm ở dưới. Ta chọn đây là HL.3 dưới. Max.3 dưới. Ok. Đây xếp xe dưới chúng ta này. Đây là việc xếp xe dưới. Ngoài ra ở đây mình sẽ thực hiện thao tác nữa là mình sẽ không khai báo cái làn lần hai lần tên này là dạng Optimus nữa, Optimization nữa, Mission nữa, mà mình sẽ chọn là làn tên mình sẽ tiến hành chọn, mình sẽ vào lót này. Đây, mình sẽ chọn RFD rồi. Chúng ta fix line là mình sẽ tiến hành add cái làn tên. Làn tên. Mình sẽ chọn dạng nhá. Hai là làn tên với cái dạng này nhá. Làn dưới và làn tên cùng một loại khai báo làn tên. Ok, mình chọn đây là cách tim là không. Mình sẽ chọn hai nữa. Đường vào đây. Đây. Kéo sang đây. Ok. Mình ok. Mình sẽ hiển thị làn 2 nhé. Đấy. Và chúng ta hiển thị làn 1. Chúng ta có làn 1 và làn 2. Cái này chúng ta delete đi. Ok. Đây chúng ta có hai làn. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo. Xe cũ chúng ta đã khai báo. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo là làn dưới và làn trên. Đây là làn dưới. Ta khai báo làn trên. HL93K. Trên. Làn trên. Ta add. Ở đây chọn là HLK. Chúng ta chọn là làn trên. Ok. Ok. Cờ lâu. Rồi chúng ta xem op combination. Chúng ta tiếp tục chọn là đây là làn trên. Là làn trên 1 ok.
K trên, K dưới, ok. Ta nhấn F5 rồi ta chạy. Đây là việc chúng ta khai báo làn dưới và làn trên cùng một cái loại là surface là surface. Chúng ta xem nội lực của nó. Ta khối hiển thị cái này. Xem nội lực fork plate moment. Vào giới hạn sử dụng. Mới x giá trị đi gần. Đấy, chúng ta thấy. Mới x này. Mới y này. Đấy, chúng ta thấy hình dạng nó, chúng ta khai báo hai kiểu thấy hình dạng đều như nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ vào đây là xem influence surface, xem xếp xe plate fork moment. Đấy, một vết tách rồi HL chấm 3 dưới này. Đây plate, gọi plate influence cho này plate MV tag. Bullet MV tag chúng ta chọn bullet moment. Chọn mở mắc dưới, dưới ở đây chúng ta chọn một điểm ở dưới điểm này chẳng hạn. Ok, chúng ta xem mở x. Đấy, mới y xếp xe đấy, mới y đây xếp xe gây ảnh hưởng lớn nhất đấy. Ok, vậy chúng ta mở trên này, mở mắc là trên này, chúng ta sẽ chọn điểm ở trên này, mở ép ly đấy, ta thấy nó xếp xe này. Gây ảnh hưởng hoạt tại trên 3K mắc. Một x này, một y này. Đấy, thì chúng ta thấy hai cách, đấy là hai cách chúng ta khai báo là ngoài ra chúng ta có thể xem fork này, plate cutting được ra mà. Đấy, chúng ta cắt để chúng ta xem cắt 1 2 3 chẳng hạn. Apply. Đây đây. Ba điểm trên một đường thẳng. Đúng rồi, nó 3 điểm trên một đường thẳng rồi nhỉ. Mình chọn 2 điểm. Thì không biết vì một lý do gì mà cutting này của chúng ta nó không thể hiện được. Cutting, kết quả cutting không tồn tại. Tình này không tồn tại.
Thì không hiểu chức năng này nó bị gì các bạn. Đấy, đây là công tác khai báo hoạt tải. Trường hợp mà cổng hầm chui mà có hoạt tải chạy trên và hoạt tải chạy dưới thì chúng ta sẽ thực hiện khai báo, thực hiện mô hình 3D như này. Ok, chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bạn nào mà có quan tâm đến cái vấn đề mà hầm chui mô hình 3D này mà cần mô hình chi tiết hơn thì hãy comment cho mình biết nhé. Nếu mà mình thấy các bạn mà bạn nào có nhu cầu cần tìm hiểu thì mình sẽ mô hình một bài toán cụ thể luôn, đầy đủ các thông số tải trọng. Thì còn nếu bạn, nếu mà trường hợp các bạn thấy không cần thiết thì thôi, mình sẽ chỉ giới thiệu qua về cái vấn đề này thôi, mình không đi vào chi tiết của bài toán này này lắm. Hiện tại mình không đi vào chi tiết lắm, có thể một ngày nào đó mình sẽ tiến hành mô hình chi tiết một cái bài toán cụ thể. Ok, chào hẹn gặp lại các bạn video sau nhé.